Chấn động, thầy tử vi tiết lộ cực chính xác về tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mệnh, trong năm Ất Tỵ 2025, vận số lên hương, giàu có rủng rỉnh, tiền vàng ngập két. Tuổi Tuất thẳng ngay sống thiện lương, cầu toàn dứt khoát nặng yêu thương, trông con nghiêm khắc lo che chở, giúp bạn chân thành tỏ vững cương, vui vẻ lạc quan đầy dễ mến, quan tâm tiểu tiết vốn tình thông, tuổi Tuất năm nay kiếm lắm tiền, mua nhà tậu xế sướng như tiên, cảnh quan mấy người hay ghen ghét, đề phòng mấy vụ bị làm phiền, tuổi Tuất năm nay may mắn lắm, công danh tiền bạc thoải mái tiêu, tránh sống phô trương không cần thiết, việc thiện cố gắng làm thêm nhiều. Quý vị thân mến, trước những câu thơ như trên, tiên tri đoán trước vận mệnh của người tuổi Canh Tuất trong năm 2025 nói chung và nữ mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nói riêng. Dưới sự trợ duyên của các thầy tử vi chiêm tinh, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mệnh, trong năm Ất Tỵ 2025 này, bản mệnh bước qua tuổi 56, đầy đủ ở các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn và chiêu tài tụ lộc về nhà, để tiền vào ngập kết, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mệnh. Canh Tuất hay còn được gọi là tự quan chi cầu hay chó trong chùa. Năm sinh dương lịch từ mùng 6 tháng 2 năm 1970 đến 26 tháng 1 năm 1971. Mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, thiên can canh, tương hợp ất, tương hình, giáp, bính, địa chi tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo, cuộc đời được bà chúa tiên độ mạng. Canh tuất nữ mạng với nạp âm hành kim, do can canh kim ghép với chi tuất thổ, thổ sinh nhập kim bằng chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, canh tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy thiếu chất hỏa, kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột, dễ bị suy yếu khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Canh tuất nữ mạng thuộc mẫu người sắc sảo, quyền biến, cứng rắn, độc đoán, nên dễ trở thành độc tài khi nắm quyền trong tay, mẫu người sống khép kín ít cởi mở, nên cô đơn trong hành động cũng như trong tình cảm. Đặc tính của can canh, canh cô mậu quả. Thêm tính chất của chi tuất mang tính đa năng, trung thực, hào hiệp, hào phóng phân minh về tiền bạc, coi bạn bè như người thân thuộc, phần lớn sớm xa gia đình. Trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Canh Tuất là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn, đã phải vào đời sớm tự thân, tự lập, là người có ý chí, chịu khó chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình sung túc. Canh Tuất tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ, bản thân Canh Tuất rất cẩn thận và biết sắp xếp, tính toán, họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo đó, dù là việc gặp khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất thích tiết kiệm, cứ có tiền là không ngừng tiết kiệm, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, chỉ cần nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm nó càng nhiều lên là họ đã thấy thỏa mãn rồi. Nếu muốn tài lộc dồi dào hơn, Canh Tuất nữ mạng cần phải biết cách chi tiêu đầu tư, dùng tiền vào chỗ cần dùng, không được tiếc rẻ, càng không được tiết kiệm không phải lối, rồi tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở, buông dây dài mới bắt được cá to. Về sau 40 tuổi có sự nghiệp vững vàng, lại được quan âm ban phúc, nên cuộc sống hậu vận có nhiều may mắn, có cả danh tiếng lẫn tiền bạc, tuổi già con cháu đông đầy, gia đạo tốt đẹp. Xét tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Canh Tuất, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Canh gặp Ất, tương hợp, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc,
xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Tuất gặp Tỵ, bình hòa, không xung, không khắc, chủ về công việc sự nghiệp do nỗ lực của bản thân mà thành. Con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một vững chắc, có cơ hội thăng quan tiến chức, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, được lưu niên tương sinh, đương số không gặp phải biến cố gì lớn lao, chỉ cần tập trung vào công việc của mình, không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thì các mối quan hệ sẽ hoàn hảo, tốt cho phát triển sự nghiệp. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nữ mạng Canh Tuất được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra, sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mệnh Canh Tuất sinh năm 1970 được dự báo sẽ có nhiều điều suôn sẻ trong năm 2025, cuộc sống bớt đi phần lo toan. Bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng, làm càng nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm gia đạo cũng rất êm ấm, đón nhiều hỷ sự. Thứ hai, xem tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Canh Tuất nữ mệnh gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiêm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhàn nhàn, không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ, như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cựu, bảo vệ nề nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ gìn mồm miệng, nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc, cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm. Cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết, Canh Tuất nữ mạng nhé. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Canh Tuất theo niên hạn là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa, sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch, không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng, thì khó mà được bảo hành hư hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Viết về hạn ngũ mộ, có hai câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài, tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể, hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay. Không một xu dính túi, khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay cho mượn tiền,
cũng gặp phải rắc rối, có hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Sang năm 2025, nữ mạng Canh Tuất gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm 2025. Hình tượng ngựa chiến đông sông tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, chịu phần thua thiệt về mình. Suy rộng ra, công việc khó mà đạt được như ý nguyện, hoặc nếu có thành, cũng phải một phen chảy ra chóc vảy. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, hôn nhân có thăng trầm nhất định, nhưng đều không vượt quá tầm kiểm soát của đương số. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Canh Tuất, nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Canh Tuất cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính thì gia chủ 1970, Canh Tuất, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 là 56 tuổi, tuổi Mụ, gia chủ Canh Tuất sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Canh Tuất phạm tuổi hoang ốc, ngũ thọ tử. Có câu, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Tử vi 2025, tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, có hạn thái tuế không? Canh Tuất 1970, năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nữ mệnh tuổi Canh Tuất là 56 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh. Cho thấy đây là một năm khá tốt, không gặp quá nhiều biến cố. Người tuổi Canh Tuất mệnh thổ gặp năm Ất Tỵ mệnh hỏa là tương sinh, rất tốt. Thiên can canh gặp Ất là tương hợp, địa chi Tuất gặp Tỵ là bình hòa, đều tốt. Như vậy năm nay được đánh giá là năm may mắn đối với nữ mệnh Canh Tuất, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc, bản mệnh gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp cũng như tài vận. Nhờ sự chủ động chăm chỉ cũng như nhờ sự trợ giúp của quý nhân, bạn có cơ hội gặt hái được thành công đáng mừng. Về phương diện sự nghiệp, bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Canh Tuất, nữ mạng là 56 tuổi âm lịch và 55 tuổi dương lịch. Đối với những người làm công ăn lương, dù sắp nghỉ hưu, nhưng về công việc, sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Năm này, công việc tiến triển thuận lợi, có thể gặt hái được những thành tích đáng tự hào, trở thành một tấm gương mẫu mực trong tập thể. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để thử thách bản thân. Năm này, bản mệnh tuổi Canh Tuất có vận khí tốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bản mệnh vừa gặp được cục diện ngũ hành tương sinh, thiên can tương hợp, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường, chỉ lối. Cho nên bản mệnh cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. So với tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, bước sang năm 2025 công việc của bản mệnh suôn sẻ hơn rất nhiều, làm ăn cũng thuận lợi, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hồn hạp đầu tư, kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại. Nhưng được thiên đức cát tinh trợ mệnh, mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu được lời lãi. Việc kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của cát tinh Thanh Long và Thiên Phúc. Bản mệnh có số được quý nhân phù trợ, có thể là gặp lại bạn cũ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với bản mệnh tuổi Canh Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng bản mệnh cũng nên chú ý trong cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ và tìm cách phá hoại công việc, sự nghiệp của mình. Với ai có ý định kinh doanh, buôn bán hay làm thêm công việc tay trái cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả các lành, chớ vội hài lòng với những gì mình đang có. Có điều, tử vi 2025, tuổi Canh Tuất nữ mạng vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại,
hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về phương diện tài lộc, bản mệnh tuổi Canh Tuất, nữ mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025 cho thấy vận trình tài lộc phát triển rực rỡ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Tuất tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả khả quan. Bản mệnh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tuổi Canh Tuất cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục về đầu tư. Có thể thử sức với lĩnh vực đầu tư bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Người làm công ăn lương trong năm này cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp tích cực cho công ty mà được tăng lương, nhận thưởng, bản mệnh trở thành tấm gương cho mọi người học tập. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm thuận lợi, buôn may, bán đắt, gặp được đối tác tiềm năng, khách hàng đáng tin cậy, giúp các khoản lãi lời đổ về túi một cách nhanh chóng, tiền bạc thu về không ít, bản mệnh cảm thấy an tâm hơn về tình hình tài chính hiện tại của mình. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất trong năm này cũng cần chú ý tới sự tác động của hạn ngủ mộ, chủ về hao tán tài lộc, bản mệnh cần có kế hoạch trong cách quản lý về tài chính. Nếu như có người khác vay mượn về tiền bạc thì nên tìm cách từ chối khéo léo, nếu không sẽ gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Lời khuyên cho bản mệnh tuổi Canh Tuất trong năm nay là nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ. Nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, tham thì thâm, trong năm không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Năm này, tài lộc của bản mệnh vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Bản mệnh cũng nên thận trọng khi hợp tác làm ăn, cũng như chọn đối tác, người đồng hành cùng với mình. Mặt khác, khi tiền bạc kiếm được dễ dàng, Canh Tuất nữ mạng có xu hướng thích hưởng thụ hơn, theo đó chi tiêu tiền bạc trong năm cũng khá nhiều. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng túi tiền kiếm được rồi cũng tiêu tán, bản mệnh Canh Tuất hết sức lưu ý vấn đề này. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, tuổi Canh Tuất nữ mạng trong năm 2025 khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn. Các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người và có lối hành xử phù hợp đáp lại. Người độc thân có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu, để cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa và có nhiều tin vui từ công việc và con cái. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Về phương diện sức khỏe, đa phần người tuổi Canh Tuất nữ mạng đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2025. Có điều đương số gặp nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh khỏi lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể du lịch xa để giải tỏa căng thẳng. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Canh Tuất nữ mạng cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cuộc sống cũng có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người cần thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn, dù có bận rộn đến mấy bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi 56, bạn cũng không nên làm việc quá sức để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công tốn tiền chữa trị. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025 giúp Canh Tuất nữ mạng đón thêm may mắn và thuận lợi. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu ly nâu, hổ phách. Như vậy sẽ giúp bản mệnh thu hút tài khí cát tinh về nhà và xua đi những xui xẻo, vận hạn không đáng có. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân, luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý.
giữ sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2025. Về công việc làm ăn, bản mệnh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vào vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm, dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới người Việt ta có truyền thống chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu mong một năm may mắn, tài lộc sung túc. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Canh Tuất. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Kỷ Mão 1999, khá, Mậu Dần 1998, khá, Bính Thìn 1976, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Mão 1939, khá, Mậu Dần 1938, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Sửu 1925, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Ất Mùi 1955, không tốt, Giáp Thìn 1964, không tốt, Ất Sửu 1985, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón hỷ thần, hướng Chính Bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, tổng thể con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Tuất nữ mạng tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, bản mệnh tuổi Canh Tuất luôn được bao trùm bởi nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái, dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, đây là tháng vẫn có hung tinh ám tàng, công việc có chút xáo trộn, cho nên bản mệnh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc, giữ hài hòa trong các mối quan hệ và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Đầu năm mới, bản mệnh cũng nên cẩn thận về tài sản, đồ đạc, cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, về tổng thể vận trình của bản mệnh tuổi Canh Tuất có được nhiều điểm sáng, tài lộc khá vượng. Dưới sự trợ giúp của nhị hợp quý nhân, giúp cho bản mệnh vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Người kinh doanh buôn bán công việc phát triển đều đều, tài lộc không ngừng tăng lên. Về sức khỏe, cơ bản ổn định, bản mệnh không gặp các bệnh tật gây khó chịu. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người có sức khỏe kém cũng được cải thiện rất nhiều trong khoảng thời gian này. Tinh thần của bản mệnh cũng trở nên tốt hơn và thoải mái, cảm thấy sức sống đã quay trở lại. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, dưới ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi,
cùng các sao hung tinh quấy phá. Công việc của bản mệnh tuổi Canh Tuất gặp chút trục trặc, các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, tiểu nhân hãm hại, các dự án đầu tư hay các kế hoạch đang thực hiện khó bề đạt được như dự kiến, bản mệnh phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Không chỉ vậy, hung tinh thiên khóc, địa tang xuất hiện, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan, không khí ảm đạm bao trùm. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Canh Tuất nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc và tinh thần cho thật tốt, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát ẩn tàng, một số người làm văn phòng. Tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút, điều này khiến công việc gặp trở ngại, thậm chí mắc phải những sai sót, sai lầm. Vì vậy, bản mệnh tuổi Canh Tuất nên biết và kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng thu nạp nhiều năng lượng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu hoặc công việc vượt quá khả năng của mình, thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, xin sự trợ giúp để tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân tốt hơn. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Với bản mệnh tuổi Canh Tuất trong tháng 5 âm lịch này, tử vi dự báo có vận trình tình cảm phát triển khá tốt, với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, hồng loan, giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. Tháng 4 âm lịch này được tam hợp trợ mệnh, vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nhưng vẫn đạt được kết quả tốt. Tháng này cũng có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình, bạn đồng hành hoặc giao lưu tụ tập cùng bạn bè. Đặc biệt, trong tháng này, một số người làm việc trong các công ty tư nhân có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Bởi vậy, bản mệnh cũng có thể nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc thư giãn cùng nửa kia và gia đình của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, điều này làm cho bản mệnh tuổi Canh Tuất gặp phải những phát sinh ngoài ý muốn trong công việc, dễ hao tài tốn của, thậm chí phải bỏ tiền bạc ra một khoản kha khá thì mới xử lý công việc được ổn thỏa. Tương xung quấy phá, vận trình tài lộc ảm đạm, đặc biệt trong tháng này, các vấn đề có liên quan đến đầu tư tài chính, bản mệnh tuổi Canh Tuất cần phải hết sức thận trọng, có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng vào thời điểm. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý nên có kế hoạch trong việc quản lý tài chính. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia, kẻo gây ra tổn thất nặng nề về tài sản của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, bản mệnh tuổi Canh Tuất bị các sao hung tinh quấy phá, làm cho sức khỏe của bản mệnh có phần bị suy yếu, ốm bệnh, say nắng, mệt mỏi. Do không chịu nổi ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trong tháng này, một số người sức khỏe không tốt còn bị mất nước trầm trọng, thậm chí bị sốc do không chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống say nắng và bổ sung nước kịp thời khi ra ngoài. Sự tác động của tử phù, quan đới, bản mệnh tuổi Canh Tuất cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi bất trắc, nguy hiểm xảy đến. Đồng thời bản mệnh cũng cần cố gắng hạn chế ra ngoài vào các dịp đặc biệt để bản thân không gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến thân thể. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Tháng 8 âm lịch được các tinh soi tỏa, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con chó đã tăng lên đáng kể, bản mệnh đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Canh Tuất sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Bản mệnh có thể làm quen với một số nhân vật mới đặc biệt, sẽ làm cho cuộc sống của bản mệnh được thay đổi như một làn gió mới, thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ. Vận may trong tháng này tăng rất mạnh nếu như bản mệnh tuổi Canh Tuất biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bản mệnh không chỉ có thể có thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, đây không phải là tháng may mắn với bản mệnh tuổi Canh Tuất do ảnh hưởng của cục diện Tuất Tuất tự hình. Thái tuế phạm hình với cung mệnh có điểm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc, do đó phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của bản mệnh, hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt,
tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác, bởi có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét đã gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Về sức khỏe, một số triệu chứng cũ về sức khỏe của bản mệnh tuổi Canh Tuất cũng có thể tái phát trong tháng này. Chú ý thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để điều trị dứt điểm. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt Đức, Thanh Long giúp cho bản mệnh tuổi Canh Tuất có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể. Bản mệnh có được cơ hội để thể hiện được thế mạnh, năng lực của bản thân ở nơi làm việc. Điều này sẽ thúc đẩy vận trình sự nghiệp của bản mệnh có được sự thăng hoa, phát triển rất thuận lợi. Vì vậy, đối với bản mệnh cần phải biết nắm bắt thời cơ, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Có người có được thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bản mệnh ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thu nhập cũng từ đó tăng lên đáng kể. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Trong tháng 11, vận thế của hầu hết của bản mệnh tuổi Canh Tuất về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố tác động từ bên ngoài gây rối loạn, phiền nhiễu. Tháng này tử vi cho thấy bản mệnh có được vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình và có dấu hiệu tăng nhẹ. Thần tài gõ cửa giúp cho bản mệnh thu được lợi nhuận trong các dự án đầu tư tài chính trước đó, bản mệnh cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa. Điều này sẽ giúp thúc đẩy vận trình tài lộc có được sự khởi sắc mạnh mẽ, không rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Những người kinh doanh, buôn bán cũng rất thuận lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần so với các tháng trước đây. Về cơ bản mệnh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc trong tháng này. Về mặt tình cảm, sức khỏe cũng tương đối tốt. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên chú ý khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy về phương diện đầu tư tài chính của bản mệnh đang gặp được vận quý nhân, chỉ cho đường đi, nước bước, tài lộc có nhiều khởi sắc. Tháng này, tuy có áp lực về công việc nhưng được tam hợp quý nhân trợ giúp, guồng quay của công việc diễn ra thuận lợi, vận trình tương đối là hanh thông. Cho nên bản mệnh tuổi Canh Tuất trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Tháng này có thể mưu hành đại sự, bản mệnh tuổi Canh Tuất hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, trong tháng cuối cùng của năm này bản mệnh tuổi Canh Tuất cần phải chú ý về tài sản, tiền bạc, tránh bị mất trộm. Ra ngoài chú ý tư trang, đồ đạc, không nên mang nhiều tiền bên người, kẻo kẻ gian nhòm ngó quy hại tới tính mạng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.